Nhi xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi nha. Kế bên Nhi là anh Sơn này cả nhà. Rồi, Sơn xin kính chào quý vị khán giả. Cũng được, chắc được tháng rồi ha. Dạ, được tháng rồi mới gặp lại quý vị khán giả nha. Rồi, Sơn xin kính chúc quý vị khán giả thật nhiều niềm vui và an lành luôn. Dạ. Sau cái đợt mà Nhi với lại anh Sơn quyết định là ngưng cái việc đổ đường để mình nghỉ Tết đó, mình lo cho gia đình rồi nhà cửa cúng kính này nọ, thì bây giờ là qua Tết rồi, Nhi mới liên hệ lại với anh Sơn, bàn bạc với anh Sơn rằng là bây giờ đầu năm, bây giờ em còn giữ quỹ nè, anh có cái đoạn đường nào mà cần đổ đất không thì em với anh cùng làm. Thế là anh Sơn, hôm nay anh Sơn dắt Nhi vô đây rồi cả nhà. Ở đây là nghĩa trang Trung Mỹ của thị trấn Phước Dân. Lúc Tết thì Nhi với lại anh Thép với mẹ chồng Nhi nữa có đi tảo mộ, có đi thăm ông bà ở đây. Xong rồi anh Sơn lại giới thiệu cho Nhi đến cái đoạn đường này để mình tìm hiểu. Sao anh Sơn lại biết cái đoạn đường này để mà anh hả? Thì bên anh là có xe không đồng chuyên chuyển vận chuyển từ thiện, thì có đưa các đám tang á. Đó, yeah. Có đưa các đám tang để đi vô trong trong này. Thì có mấy cái đoạn đường khá là xấu. Yeah. Thì mình thấy cái độ nghiêng của cái đường, tại vì ổ gà đồ nhiều á, khi mà chở cái hòm đi là nó rung lắc rất là mạnh, mà đến nỗi mà nó muốn nghiêng cái hòm luôn. Là xe anh chở hàng luôn hả? Không, xe anh là chở vật tư thôi. Nhưng mà mình thấy cái xe rồng á, yeah, mà kể cả xe mình chạy luôn, nó cũng nghiêng cũng khá là nhiều, cho nên mình cũng cảm thấy là nếu mà người nằm ở bên trong cái hòm đó thì họ cũng sẽ nghiêng theo, lắc theo. Tại vì mình nghĩ ví dụ khi mà mình đưa vô hòm, mình chỉnh cái người ta nằm nó đến nỗi mà lệch một chút xíu là thầy cũng không cho nữa. Đúng rồi. Đó, cho nên là mình mới có trong cái tâm tư là mình muốn à hôm nào chắc được nào có tiền mình sẽ sửa lại những cái đoạn đó. Đó, để mà cho cái người đã khúc á, người ta đi cho nó êm xuôi hơn. Dạ. Đó, cho nó ấy hơn, mà không phải là người đã khúc đi mà người sống mình cũng đi theo mà. Đó là tại vì hai khi mình đưa vô nghĩa trang là cả hai cùng đi mà. Yeah. Đó thì mình thấy nó cũng rất là xót. Đó, nếu mà có điều kiện thì mình giúp bà con mình tu sửa thôi. Đó. Dạ. Không biết là mấy lần trước á là Nhi với anh Sơn chỉ đổ đường trong khu phố đường cho bà con đi thôi. Đó thì đợt này thì nó có một chút khác biệt tí xíu. Dạ, mình không có đổ đường cho người sống đi hàng ngày, mà mình đổ đường giúp cho người chết. Đó, cho người sống và người chết cùng đi luôn. À, người sống và người chết cùng đi luôn. Đó. Đó, như ví dụ như mấy cái chỗ này nè. Đó, cái chỗ này nè. Khi mà đi á, cái tới đây bắt đầu nó nghiêng. Nghiêng ghê lắm. Tại vì theo cái độ nặng của cái xe á, bắt đầu nó nghiêng, mình thấy cái hòm mà nó xê dịch luôn á. Đó, mình cảm thấy mình rất là xót. Đó thì đó, nhưng mấy cái đoạn này thì nói chung là chỉ có mấy đoạn thôi, nhưng mà nó rất là cần thiết để mà mình làm. Đó, ví dụ như mấy cái đây này. Đó, mình kệ nó, mình nếu mà có kinh phí á, mình đổ đất lên cho nó bằng phẳng, mình để cho cái xe đưa hòm á. Xe mình vật tư thì kệ làm sao cũng được, nhưng mà cái xe đưa hòm á, nó đi nó êm, nó đưa cái người khúc á, họ êm xuôi ở trong cái hòm thì mình cũng cảm thấy nó yên tâm hơn. Tại vì ở ngoài kia thì nó đã có cái đường bê tông rồi, thì nó rất là êm rồi. Đó thì vô, khi mà vô trong này thì nó một đoạn cũng cả 200 mét đó chứ, là nó trở nên nó xấu, bởi vì nước hàng năm, tại cái này của chung á, giống như cha chung không ai khóc á. Đó là đâu có ai tu sửa gì đâu. Đó là mình thấy như vậy mình cũng rất là xót. Thì đợt này nếu mà mình ngỏ lời với Nhi như vậy, nếu mà được Nhi chấp thuận á, thì ủng hộ cho bà con để mà tu sửa cái đoạn đường này cho nó đi, cho nó êm hơn, để cho cái người khúc người ta nằm ở trong nó êm. Đó, chứ còn mình thì mình đi sao không được. Đó, tại vì xe anh là có hồi trước tốt là chắc cứ tuần nào cũng chở đi hết á. Chỗ này mình cũng lắp luôn nè chứ. Đúng rồi, mấy cái ổ gà đây này. Mấy cái ổ gà là mình cố gắng mình làm, nói chung là làm cho nó tạm ổn, để mà cho nó êm cái xe rồng á, người ta đi cho nó êm. Đó là mình ước mơ là như vậy. Đó. Rồi đến lúc có cái đoạn này nè. Có cái đoạn này nè. Khi mà tới tháng mưa á, là nước nó ngập không phải là tới đầu gối.
Đó cái đoạn này nè, cái đoạn xe đậu này. Vậy là đó. Anh muốn nung nắp cao lên hả? Nếu mà mình còn kinh phí thì mình nung thêm luôn. Còn không thì mình nung mấy cái đoạn mà nó bị gồ ghề quá, ổ gà quá. Đó, còn cái đoạn này thì cũng nếu mà nước tháng mưa, tháng vừa rồi là cũng phải lên tới đầu gối. Đó. Là lầy sình ghê lắm, sình đen thui luôn. À, bây giờ là nó nắng lên nó đỡ bớt rồi nè. Cứ làm em. Anh Sơn nói có lý. Anh giúp. À giờ làm đường cho người sống không, bây giờ mình làm đường cho người chết. Thì thực sự là lúc mà nghe đọc cái tin nhắn của anh Sơn á, là Nhi đồng ý ngay. Nhưng mà khi mà Nhi hỏi bàn lại ý kiến với anh Thép á, thì hai vợ chồng có một chút cân nhắc. Tại vì tiền là của Mạnh Thường Quân, nên là mình không thể nào mình muốn làm là mình làm, mình phải hỏi ý kiến Mạnh Thường Quân. Có thể là sau cái video này, sau khi mà em quay với anh xong, em sẽ gửi cho Mạnh Thường Quân trước. Nếu mà Mạnh Thường Quân đồng ý á, thì anh với em sẽ triển khai bằng cái số tiền quỹ của Mạnh Thường Quân. Còn nếu như mà Mạnh Thường Quân không đồng ý á, về cái việc đổ đường ở đoạn đường này á, thì mình... em sẽ làm với anh luôn. Em sẽ làm bằng tiền của em luôn. Chứ nhiều khi vấn đề này cũng hơi nhạy cảm ở cả nhà. Sẽ có lời nó ra nó vào, nói rằng là sao mình không giúp đỡ cho người còn sống mà lại làm chi cho vô bổ cho người đã mất. Nhưng mà thật sự là gia đình ai thì cũng có những người từng ra đi. Thì khi mà cái xe chở hòm á, chở hàng á, mình đi một đoạn đường, hình như em thấy là trên xe là thường sẽ cắm nhang hoặc là mấy cái ly nến đúng không? Nó ngã luôn à. Nó ngã là một cái điều gì đó, gia đình nó không có được vui. Khi mà xe chạy suông sẽ mấy cái ly đó không có tắt điện á, thì gia đình cảm thấy mình an tâm. Đúng rồi, an tâm. Nó còn giống... nếu mà có vấn đề gì đó, gia đình sẽ rất là lo lắng cho cái giống như là cái đúng rồi, không điểm xấu. Lúc đầu á mình cũng nói chung là mình không nghĩ tới vấn đề là mình làm việc nó vô bổ, tại vì mình cũng nghĩ là thôi người nào cũng vậy thôi, người đã khuất cũng vậy, mà người còn sống mình cũng vậy thôi. Đó thì mình nếu mà được thôi, được duyên á. Nói chung là anh thì anh cũng ngỏ lời vậy thôi, chứ còn nếu mà quan trọng là cái duyên nữa. Nó còn nếu mà chưa được á thì anh cũng cố gắng, anh cũng dành dụm bên cái phần kinh phí của anh á. Thì được cái xe nào thì anh sẽ phụ trợ cái xe đó. Đó thì cũng không có ràng buộc rằng trong cái kinh phí của em. Đó, còn nếu mà em phát tâm riêng của em á nữa thì càng tốt. Đó thì mình hỗ trợ cho họ đi, cho cái giấc ngủ cho họ êm xuôi hơn. Đó thì cũng theo anh nghĩ thì nó không là vô bổ. Anh nghĩ nó là lúc nãy thì anh Thép đi bằng xe bán tải chở Nhi với anh Sơn vô đây, mà thực sự là xe bán tải của Nhi với anh Thép là nó có chế độ công bằng điện tử nha cả nhà, là đi đường như thế nào nó cũng giảm cái độ mà sốc á. Nhưng mà thực sự mà khi mà vào đường đây mà sốc mà rớt điện thoại luôn. Đúng rồi. Xe mới cài chạy qua. Chở đất này á. Nó là cái đoạn này là đoạn chính với lại một cái đoạn phụ ở dưới kia nữa. Đó thì mình nếu mà được thì mình làm giúp bà con cũng được. Đó, cái đoạn này ổ gà nhiều nè, mình chạy cũng được. Cái đoạn này là ra cái đoạn ở nãy được không anh? Được được. Bây giờ mình sẽ chạy ra cái đoạn. Lắc lắm. Lắc quá chừng lắc luôn á. Ui cái đoạn này đường rất là xấu luôn này. Công bằng điện tử nó êm á. Chứ gặp mà xe đầu rồng mà chạy thì thôi. Thế này chạy bây giờ cỡ nào cỡ nó vẫn xử lý êm được. Còn mà gặp đầu rồng chạy là rớt, nó rớt lên ly nến luôn á mọi người. Thì nhiều khi mà đang chở người mất mà chuẩn bị đi chôn mà tự nhiên cái rớt ly nến, rớt cái này rớt cái kia, nguyên hòm đồ. Nói chung là ở đó đây cái đoạn này rất là nguy hiểm. Người nhà người ta cũng rất là sốc luôn. Với lại cái đoạn này là cái dòng nước nó chảy từ từ nó vào mòn á. Cái đoạn này dòng nước chảy. Là mà đổ đoạn này luôn không anh? Đúng rồi. Nếu mà được mình đổ thêm đoạn này. Công bằng này, cái hố này nè, công bằng điện tử mình đã lắc. Cái hố phía trước này cả nhà. Đó. Như thế này thì xuống là thế nào cũng bị. Chắc là mình phải xuống mình quay mới thấy được cái hố. Để chạy lên đây. Mình phải chạy qua cái hố để. Đó. Nhi đang rất là giữ thăng bằng nha, nhưng mà cái xe nó lắc quá.
Nó qua xuống. Mấy cái đó là mấy cái ly nến là nó đổ hết à? Dạ. Lúc nãy anh Thép có chở Nhi với Lạnh Sơn qua cái đoạn này nè cả nhà. Một hố sâu luôn. La lắc quá chừng lắc luôn à. Đó là tới đây là đổ chỗ ly này. Đổ ly nến là bình thường. Đó. Tới đây là đổ ly nến là bình thường. Ờ, có thể đó. Là bây giờ là trời đang là mùa nắng mà nên là đó. Cả nhà sẽ không có thấy độ ngập nước với độ lầy của đoạn đường này đâu. Phải đến tháng 10 là nó lầy nó lúng nước ghê lắm đó. Ha. Đó đúng rồi. Nó tới đây là bắt đầu nó xe nó gần bắt đầu là đổ ly, đổ nến, đổ luôn cả cái bát nhang mà cái người nhà đang ôm trên mình luôn á. Đó nên mình đã chứng kiến rồi, mình thấy cái cảnh nó rất là xót. Đó. Lúc nãy mình ngồi trên xe mà muốn rớt cái điện thoại luôn, nói gì mà khi mà mình bưng mình cầm cái đó, cái đường tấm sỏi nó gồ ghề á. Đó là thế nào cũng ấy nên mình cảm thấy nó rất là xót xa cho cái người đã khúc rồi mà nằm ở trong cũng không có yên nữa. Đó, nên mình rất là phát tâm làm nhưng mà do cái điều kiện kinh tế của anh nó chưa có cho phép á, mới đầu năm vô thì cũng bán buôn rồi cũng chưa có được cái gì nó nên là khi mà Nhi hỏi nhắn tin cái mới mình cũng có một cái chóm gì đó cái đó khá như cái tim mừng á nó giờ đi xuống đây cho cả nhà xem, cho quý khán giả xem cho nó kỹ hơn cái đoạn đường này. Đó như là tới cái gò này là thế nào cũng bị à. Đó. Dạ chỗ này nè. Đó tới mấy gò đây nè thì thay vì mình làm mình đổ đất thêm cho nó bằng cho nó láng hơn một chút xíu để mà cái xe hòm nó chạy nó êm hơn. Là đó. Mình chỉ làm bên này thôi đúng không? Đúng rồi. Nếu mà bên này đường chính thì mình làm bên này. Dạ. Ở bên kia cái đường chính nữa nhưng mà do nó hư quá rồi, người ta không có dùng nữa. Dạ. Người ta dùng qua bên cái đường này. Đó. Thì mình coi thử nếu mà bên cái nào mà nó ổn mà định lâu dài. Ở bên đây có người quản lý không anh? Không có người quản lý. Nghĩa trang mình không có người quản lý. Đúng rồi. Đó. Theo anh nghĩ là nên làm bên này nó ít hơn này. Đó. Làm bên này người ta chạy nó đỡ tức hơn. Ở kia nó xuống lại nó đỡ cái dòng nước. Cái dòng nước ở đây nó dọng xuống thế. Nó sẽ mau hư hơn. Còn mình ở ngay chỗ này mình làm bên này lại. Thì ví dụ xe người ta sẽ chia ra. Mình làm thì cái đoạn nào ấy mình chia ra thì cái đường nó sẽ bớt hư đi. Có nghĩa là hiện tại là có hai đường để đi vô. Thì mình chỉ làm một đường thôi. Đúng rồi, mình làm một đường thôi. Để đỡ kinh phí chứ mình làm hai đường thì nó phí. Làm hai đường thì nó phí quá. Dạ. Yeah. Thì khi mà họ sẽ cảm thấy cái đường nào ngon lành thì họ sẽ đi thôi. Dạ. Yeah. Đó. Với lại mình coi cái đoạn đường nào mà mình đổ nó bớt lại cái chi phí đúng rồi, thì bớt mình lại làm. Chi phí mình làm. Đó như mấy này thì nhưng mà anh nghĩ là nên làm lại theo cái đường chính của nó nè. Đó ví dụ như mấy cái đây nè. Mình đắp thêm. Ở đây thì cái lượng nước ở đây mà nó đổ xuống là nó cũng đỡ nó đỡ dọng hư cái đường. Đó là mình đổ lên trên kia luôn. Ủa bây giờ ví dụ như tháng nắng này mình đổ đất đó, nó có dính được không anh? Có chứ. Bình thường. Rồi nếu mà đổ là nhờ công của chỗ anh làm luôn hả? Đúng rồi, quẳng như cũ thôi. Quẳng như cũ. Quẳng như cũ thôi. Là ở những đoạn đường trước đó, cả nhà là bên Nhi với lại Mạnh Thường Quân là hỗ trợ tiền đất thôi. Còn bên anh Sơn sẽ hỗ trợ công ban đường. Đó thì mỗi người chút thôi. Ví dụ anh cũng góp cái phần anh giao duyên thêm. Dù anh không có tiền thì anh góp công. Dạ. Đó. Cho công anh phụ ban đồ cho nó ấy. Thì mình cũng kiếm được một chút lọc gì đó. Dạ. Yeah. Ý kiến của anh sao anh Thép? Anh Thép đang cầm máy quay giùm cho Nhi. Là thì anh nãy giờ nghe anh Sơn nói là cũng có vẻ hợp lý. Giờ là quyết định theo lúc nãy mà em có chia sẻ là bây giờ mình cứ hỏi ý kiến Mạnh Thường Quân. Nếu như Mạnh Thường Quân đồng ý á, thì mình triển khai mình dùng tiền quỹ của Mạnh Thường Quân mình làm luôn. Còn Mạnh Thường Quân chưa có đồng ý á, thì mình sẽ dùng tiền cá nhân của mình làm. Mà Nhi với lại anh Sơn sẽ giúp Nhi bỏ công rồi lại coi ngó cái đoạn đường cho mấy anh làm. Ha anh Sơn? Rồi, nếu như vậy thì tốt quá. Đó thì nói chung thì trước tiên là cái tư tưởng như vậy là quá là tốt rồi. Thì anh cũng nói chung là cũng thay mặt người âm cùng với người dương luôn đó, thì cảm ơn tấm lòng của hai em rất là nhiều đó, nếu được như vậy thì để cho cái người
khúc đó, họ đi nó êm xuôi hơn, cái chuyến đường mà tới nghĩa trang nó êm xuôi hơn đó, thì để cho họ đi thanh thản hơn. Nếu khi tới đây cái tự nhiên nó rớt bát nhang, rớt cái ly nước, rớt cái nến á, nó cũng rất là tội nghiệp đó. Mình cảm khi mà nó rớt như vậy thì ở bên trong chắc chắn là cái người họ sẽ bị lật theo. Đúng rồi. Nó mình cảm giác như vậy, tại vì khi mà bỏ vô hòm mà lúc mà liệm á, mình thấy họ chỉnh người kỹ lắm. Cái đầu mà lên một tí xíu đó họ cũng đã không cho rồi. Đó nên mình nghĩ là khi mà con đường nó rung lắc như vậy thì cái độ lệch của cái người ở bên trong á nó sẽ có, cho nên mình cũng cảm nhận được, mình thấy nó xót xa. Đó nên mình quyết định là mình cái tâm nguyện mình muốn giao duyên mình làm nó là như vậy, chứ không phải là tại vì tiền ai cũng làm cực khổ hết á, chứ không phải là ở trên trời rơi xuống đâu. Đó nên mình phải làm cái gì đó cho nó ý nghĩa, chứ không phải là mình lấy tiền của người ta quăng đó là chết không được. Mình lại mang cái nghiệp nó, chứ không phải là ấy gì đâu. Vậy thì quyết chốt lại quyết định là như vậy. Bây giờ Nhi sẽ hỏi ý kiến Mạnh Thường Quân để em coi lại cái số tiền quỹ mà Nhi đã nhận được đến bây giờ là còn lại bao nhiêu nha. Theo hiện tại là Nhi còn giữ lại số tiền quỹ là 27.550.000, là mình có thể đổ được 100 xe đắc đó anh. Một xe đắc là khoảng là giá là 250.000, không biết là sau Tết có tăng không? Hôm bữa là như thế, 250 một xe. 250. Nhưng mà hôm bữa cũng có nói với mấy ảnh, nói nếu mà đổ trong này á thì cái khoảng cách mà di chuyển từ cái nơi mà lấy đất cho tới đây á thì nó chỉ nửa đoạn đường thôi. Là họ sẽ giảm lại cỡ tầm mấy chục ngàn gì đó. Đó. Ví dụ hôm rồi là lấy 250 hay 230 gì đó thì bây giờ họ lấy là 200. Đó chẳng hạn, đó này khá là có giảm, tại vì cái đoạn đường giảm đi một nửa. Đó. Vậy thì khi nào nếu mà em sẽ hỏi ý kiến Mạnh Thường Quân, nếu mà Mạnh Thường Quân đồng ý làm á thì em sẽ gọi anh hỏi bên mấy anh đất á là lấy giá là bao nhiêu. Đúng. Chắc chắn là giá chốt là bao nhiêu để em biết. Nếu như Mạnh Thường Quân không chưa có đồng ý về cái đoạn đường này á thì cái đó em với anh làm việc với nhau luôn. Giờ là còn 27.550.000. Cái số tiền quỹ mà tổng cộng mà Nhi nhận được từ Mạnh Thường Quân ủng hộ nha, từ đầu đến cuối luôn, đến tận bây giờ luôn á, là 66.700.000, mà đã sử dụng còn lại 27.550.000. Một số tiền rất là lớn luôn á cả nhà. Nhi không nghĩ rằng là có rất là nhiều cô chú anh chị ở trong nước và ngoài nước lại quan tâm đến cái việc đổ đường á. Còn cái hôm nay lại là một trường hợp rất là đặc biệt, là mình đổ đường không phải đổ đường trong khu dân cư mà lại đổ đường trong nghĩa trang của những người mất. Rất là đặc biệt luôn á. Nó có một cái sự rất là khác biệt. Dạ, nhưng đúng mà rồi, nó khác biệt. Không phải là nó lãng phí. Dạ. Đó. Nó cái ý nghĩa sâu xa của nó về mặt tâm linh nó rất là cao cả. Dạ. Đó. Nếu mà người khúc mà họ cảm nhận được á, hy vọng là họ sẽ phù trợ cho tụi em phát triển công việc hơn để mà giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Dạ. Đó, như đó. Phụ trợ cho mấy anh em làm, rồi phụ trợ cho tất cả Mạnh Thường Quân, những cô chú ủng hộ. Xe máy cày mà nó chạy mà nó muốn lật. Dạ. Vậy thì Nhi sẽ xin phép kết thúc video ở đây luôn. Cứ theo cái dự tính là như Nhi đã chia sẻ. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem hết cái video này nha. Rồi Sơn chân thành cảm ơn quý vị khán giả, chúc quý vị tất cả thật nhiều niềm vui và an lành nha. Và hẹn gặp lại nhà mình ở những video gần nhất luôn. Bye bye cả nhà nha.